Xin chào quý khách hàng, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay thì em xin phép làm video để giới thiệu cho anh chị về chiếc xe Toyota Camry giá bán ở thời điểm tháng 9 năm 2023 này. Thì Camry được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, tuy nhiên là không được giảm thuế trước bạ từ nhà nước, nhưng mà đang được nhà máy cũng như là đại lý hỗ trợ rất là nhiều, nên là cũng gần như là giảm 5% thuế trước bạ. Thì Camry thì có 4 phiên bản và đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Giá lần lượt các phiên bản như sau. Ở thời điểm tháng 9 này thì giá niêm yết của phiên bản 2.0G có giá niêm yết là 1.105 tỷ, thì bên em đang giảm 60 triệu cho phiên bản 2.0G. Và giá lăn bánh thời điểm hiện tại thì rơi khoảng tầm 1.2 tỷ. Phiên bản thứ hai là phiên bản 2.0Q thì có giá niêm yết là 1.220 tỷ. Hiện tại thì bên em đang giảm là 46 triệu tiền mặt và lăn bánh chỉ rơi vào khoảng 1.3 tỷ thôi. Phiên bản tiếp theo, phiên bản 2.5Q, phiên bản cao cấp thuần xăng thì có giá niêm yết là 1.405 tỷ và hiện tại thì bên em đang giảm là 50 triệu tiền mặt. Thì với cái giá bên trên thì bên em tính ra lăn bánh chiếc xe phiên bản 2.5Q khoảng tầm 1.5 tỷ. Còn phiên bản cuối cùng, phiên bản cao cấp nhất, phiên bản trước mắt chúng ta đây, phiên bản 2.5 Hybrid có giá niêm yết là 1.495 tỷ. Thì hiện tại thì bên em đang giảm là 58 triệu tiền mặt và lăn bánh chưa đến 1.6 tỷ, khoảng 1.590 tỷ, cao hơn so với phiên bản, do so với phiên bản 2.5Q là 90 triệu. Thì trước mắt chúng ta đây là phiên bản Toyota Camry 2.5 HV, phiên bản Hybrid, phiên bản cao cấp nhất. Và phiên bản này thì so với phiên bản 2.5Q thì chỉ có giá chỉ chênh khoảng 90 triệu thôi. Và bên em thì chiếc xe này chênh 90 triệu thì nó chỉ khác biệt là về máy móc, còn động cơ, còn về các option thì là giống hệt nhau. Còn cái nội thất này, nội thất của xe thì có hai lựa chọn là nội thất đen và nội thất be. Và đặc biệt cái mức tiêu hao nhiên liệu của cái dòng xe hybrid này chỉ có khoảng 4,4 lít trên 100 cây. Nó tiết kiệm gần như là một nửa so với phiên bản thường. Thì vừa rồi thì em cũng đã giới thiệu cho anh chị về giá bán của chiếc xe Toyota Camry này. Anh chị nào quan tâm đến cần em tư vấn thêm về các vấn đề khác thì vui lòng liên hệ giúp em qua số hotline em ở trên màn hình. Em vui lòng hẹn anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.